I think she is just Tôi nghĩ rằng bà age. Mai đã ở She độ is tuổi chuẩn ready bị to nghỉ hưu. retire. Right now she has a very, Hiện tại, very bà đang có một important công việc role rất quan trọng in là điều running hành the Ban Bí thư party's Trung ương Đảng. day-to-day. This is the office that runs the party's Đây là văn phòng điều day-to-day hành các công việc affairs. hàng ngày của đảng. In addition to that, Ngoài ra, since she kể từ khi took nhận that công việc job in đó vào March tháng 3 năm 2023, 2023, she has been the de facto head of the party's bà vẫn làm trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng, which is về cơ bản là văn phòng basically nhân the sự của Đảng Cộng Communist sản. Party's having had enough. She's broken glass ceilings for Bà đã phá bỏ women, nhiều so rào cản vô hình cho phụ women nữ Việt are Nam. at a higher Chưa bao level giờ có một người phụ nữ nào có cấp bậc cao hơn. She's held a range of positions within the Bà đã nắm giữ party nhiều chức vụ trong leadership. đảng và quốc So, hội. she's an eminently qualified person, but Bà là một người hội đủ điều kiện, nhưng nền chính trị Việt Nam hiện đang trở nên tồi tệ đến mức bạn đã chứng kiến nhiều người rút lui để bảo vệ tài sản cũng như công việc kinh doanh của gia đình. bowing out and protecting the family wealth and businesses.